Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người xem tủ lạnh là một chiếc kho thần kỳ có thể đựng tất cả mọi thứ, nhưng các chuyên gia cho rằng có những thực phẩm khi cho vào tủ lạnh chúng sẽ bị hỏng trước khi ăn. Sau đây là danh sách những món thực phẩm tuyệt đối nên tránh tích trữ trong tủ lạnh vì chúng không những không tốt hơn so với môi trường ngoài mà còn có thể góp phần làm bẩn tủ lạnh khi thực phẩm bị hư hỏng và biến chất, thông tin trên báo sức khỏe và đời sống. Tỏi, nếu bạn tích trữ tỏi khô ở trong tủ lạnh, tỏi sẽ bị héo khô quắt đi do mất nước, hương vị của tỏi cũng bị bay hơi mà chúng ta quen gọi là mất mùi. Để càng lâu, tỏi càng mất chất, không còn hương vị như ban đầu. Không những thế, mùi tỏi còn tác động đến các loại thực phẩm khác hoặc gây ra các phản ứng dẫn đến tủ lạnh có mùi khó chịu. Những loại trái cây chưa chín già, trái cây chưa chín già tức là chỉ những loại quả còn ương ở trạng thái chờ chín mới có thể ăn. Nếu bạn mua về chờ chín mà cho vào tủ lạnh, giống như bạn bảo quản trong môi trường ẩm ướt, chúng sẽ tươi trở lại và không tiếp tục chín. Đồng thời hấp thụ nước và độ ẩm, chúng sẽ thối dần và hư hỏng hoặc trơ lại không thể ăn được. Trái cây chưa chín như na, chuối, đu đủ. Nếu muốn chúng chín già trước khi ăn, thì nên để ở bên ngoài với nhiệt độ phòng. một số loại trái cây nhiệt đới. Một số loại trái cây đặc trưng ở vùng nhiệt đới như chuối, xoài rất sợ môi trường tủ lạnh. Vì những trái cây này đã quen với môi trường sống có nhiệt độ tương đối cao trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Khi gặp nhiệt độ thấp, chúng sẽ bị thâm đen, thối rữa nhanh chóng. Lời khuyên dành cho bạn đối với những trái cây nhiệt đới là nên để ở nhiệt độ phòng hoặc thấp nhất là 12 độ C, để ở nơi dâm mát, thoáng khí trong nhà là hợp lý. sô-cô-la đen. Mỗi loại sô-cô-la thường có cách bảo quản riêng phù hợp với đặc điểm của từng chủng loại. Thông thường, sô-cô-la rất dễ bị chảy nước nên đa số mọi người sẽ để chúng bảo quản trong tủ lạnh. Trên thực tế, khi để ở nhiệt độ thấp và ẩm, bề mặt sô-cô-la sẽ xuất hiện một lớp sương mỏng hoặc dầu bóng lên, giống như một lớp nước có vị ngọt phủ bên ngoài bề mặt. Không những thế, nếu bảo quản lâu, mùi vị của sô-cô-la sẽ thay đổi khi ăn có cảm giác bị khô cứng hơn, không còn mềm mại và dẻo mịn như ban đầu. Nếu bạn tích trữ lâu trong tủ lạnh, sau khi lấy chúng ra sử dụng, trên bề mặt sô cô la sẽ có sự kết tủa và động nước, là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, có thể gây ra nấm mốc trên bề mặt, độc hại khi sử dụng. Các loại bột và thực phẩm khô Các loại sản phẩm dạng bột khô như sữa bột, cà phê thường được khuyến khích không nên bảo quản trong tủ lạnh. Bởi nếu bạn không bọc kín, có kẽ hở thì nước sẽ ngấm vào, Đồng thời các mùi vị của thực phẩm khác trong tủ lạnh sẽ xâm nhập vào loại thực phẩm bột khô, không chỉ khiến chúng bị mốc mà còn thay đổi mùi vị, biến chất rất dễ bị hỏng. Sau khi để trong tủ lạnh và lấy ra ngoài gặp sự chênh lệch về nhiệt độ, bề mặt ngoài sẽ xuất hiện một lớp sương mờ rồi chuyển thành nước ẩm ướt, từ đó làm cho bột khô bị biến chất, hư hỏng nhanh chóng. Cách bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh sau khi thức ăn thừa đã nguội, hãy dùng màng bảo quản thực phẩm hoặc hộp chuyên dụng đậy kín và cho ngay vào tủ lạnh. Lưu ý phải để thức ăn thật nguội rồi mới được cho vào tủ lạnh, vì khi thức ăn còn nóng đột ngột cho vào môi trường nhiệt độ thấp sẽ bị ngưng tụ hơi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm mốc. Thức ăn thừa khác nhau cần phải bỏ riêng để tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn. Thực phẩm sau khi nấu chín cần đưa vào tủ lạnh cất giữ trong vòng 2 giờ, nếu để ở ngoài hơn 2 giờ không nên đưa vào cất giữ trong tủ lạnh. Thời gian bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh cũng không nên quá dài, Tốt nhất chỉ trong vòng từ 4 tới 5 giờ. Trong trường hợp bình thường, chỉ cần hâm nóng lại trong vòng vài phút có thể giết chết các mầm bệnh. Bên cạnh đó, có một số loại thực phẩm không nên hâm, nấu lại mà nên tiêu thụ ngay trong ngày như cơm, các thực phẩm từ nông sản, trứng đã bóc vỏ, hải sản, các sản phẩm từ sữa. Giữ nhiệt độ tủ lạnh dưới 4 độ C, tủ đông là dưới 0 độ C. Sử dụng thức ăn càng sớm càng tốt, nếu để càng lâu, một loại vi khuẩn cơ hội là Listeria sẽ phát triển. Đặc biệt nếu nhiệt độ tủ lạnh ở trên 4 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những cơn ác mộng và cách để chúng ta tránh được những cơn ác mộng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.